Sau đây mình hướng dẫn các bạn cách vệ sinh cụm cống của máy Rico đuôi 4 và đuôi 5. Để tháo được cụm cống ra thì mọi người mở cửa bên phải này. Sau đó mở vị trí B. Tiếp theo là đến cửa trước. Ở cụm cống này chỉ có một con ốc giữ ở trên máy. Mọi người tháo cho mình cái con ốc này. Ngay dưới phần dây điện một tí nữa. Sau đó rút rác này. Ở vị trí trên này có một cái cá nhựa màu trắng giữ này, mọi người tháo ra này. Đó, và rút cả cụm chống ra. Để rút cụm chống ra thì mọi người dùng tay xách, xách luôn cụm chống ra ngoài. Tiếp theo này, mọi người quay cái hướng chống, bề mặt của cái chống màu xanh này hướng bây giờ về phía thân người. Phía ốp bên phải đây có hai con ốc này, tháo giúp mình ra này. Một con ốc ở phía trên này, một con ốc ở dưới này. Sau đó sẽ tháo được cái ốp nhựa. Để tháo được cái ốp nhựa này thì mọi người dùng tay này, dùng tay đặt, sau đó lay này. Đấy, mọi người cứ lắc lắc này, nó sẽ ra một cái miếng như này. Bên còn lại này, bên còn lại có hai con ốc. Mọi người gỡ cho mình cái kẹp dây này ra trước này. Gỡ cái kẹp dây ra trước này để tí nó đỡ bị vướng này. Sau đó tháo con ốc 1 này, 2 này. Mọi người chú ý động tác tay của mình này. Để tháo được cái ốp này ra thì cần phải giữ cụm trống. Mình đặt một tay ở dưới này. Tay ngón tay cái vòng vòng lên trên này. Giữ cụm trống hơi nhâng lên một chút này. Rồi nhâng cái ốp này ra. Để tháo ốp này được thì mọi người cầm hai bên nó cũng lắc xong cái ốp vừa xong. Đó. Sau khi được tháo hai ốp rồi thì mình sẽ nhấc được nửa trên của cụm chống ra này. Cái phần dưới là vế từ. Vế từ thì mình sẽ lau sạch những cái mực thừa xung quanh cái trục từ này đi. Còn bản thân cái trục này trên từ này mọi người tránh, tránh không lau. Lau sạch này. Đó. Tiếp theo đến phần vế trống. Vế trống thì để tháo được cái trống này ra để vệ sinh thì mình cần phải tháo con cá này ra. Rồi mọi người tháo cái chốt giữ trống này ra này. Sau đó cầm vị trí tránh bề mặt của trống nhá, cầm vào vị trí nhựa màu đen ấy. Nhâng đầu trống mà có cá ra, nhâng đầu trống ra ngoài. Sau đó đỡ bên đầu bên phải. Đấy. Về bề mặt trống này mình chạy lâu ngày nó bám mực. Thì mọi người có thể dùng cana. Dùng cana và giấy vệ sinh để lau cái bề mặt trống này. Khi lau thì nhớ là lau đến đâu sạch đến đấy và tránh tiếp xúc bề mặt tay trực tiếp vào mặt trống. Rồi, sau khi lau được trống này, tiếp theo là mình vệ sinh đến phần trục sạc. Để tháo được cục trục sạc ra thì hai đầu sạc có hai bạc nhựa ở hai bên này. Bên trái là màu đen và bên phải này. Bên trái là màu trắng, bên phải là màu đen này. Mọi người nhấc thẳng lên này. Dùng động tác mình là dùng ngón tay cái nâng lên này, ngón tay trỏ giữ này. Nhấc thẳng lên này. À, sẽ lên. Chú ý hai đầu lò xo nhé. Nếu khi lắp vào hoặc tháo ra không để ý nó sẽ bị mất. Ở hai đầu bạc này mọi người chỉ rút sang hai đầu. Đấy. Là nó sẽ tháo được cái trục sạc ra. Trục sạc này nếu của các bạn có tốt thì mình cũng vệ sinh giống quả trống. Là dùng giấy vệ sinh và cana để lau. Vệ sinh trong trống và trục sạc. Tiếp theo là đến gạt này. Mọi người tháo giúp mình hai con ốc này ra này. Lúc này thì mình có thể ngửa cả cụm trống này lên. Rồi tháo hai con ốc ra. Mình nhấc cái gạt ra này. Đó, gạt này thì mọi người cũng có thể dùng giấy vệ sinh lau như gạt máy in. Tương tự nếu mà dùng gạt mới thay thì mọi người có thể thay thế và lắp ngược lại.